các bạn cũng nên là thăm thăm căn hộ 35 nghe hàng diện tích thùng thủy 56,09 m2. Bếp khách của phòng bếp sẽ vào đây, khu vực sẽ bố trí tủ lạnh, bếp nhỏ, phần bếp dưới thiết kế nó thêm bếp trên đây, khu vực phòng khách, khu vực bố trí sofa, cái sofa ở vị trí này, chỗ này chúng ta sẽ quan sát xem tivi ở đây. Chúng ta cũng tivi này sang tay phải để nhìn view về phía An Dương và Thủy Nguyên. Đây khu vực ngô ngang khu vực này là bố trí điều hòa, chỗ này chúng ta cũng phải ngồi ra uống ly cà phê ngắm toàn thành phố bạn nghe hay về đêm để rất là đẹp. Ngay phía bên dưới là quận Bình phòng ba phía xa xa Nguyên Cấm này, cái này An Dương An Lão phía Nam xa nữa là nhìn thấy Đồ Sơn cái con sông Dế, đi được hai con sông, sông Dế sông Cấm. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại với không gian phòng ngủ. Đây là không gian phòng ngủ thứ nhất, một meter. Wow, meter rất là đẹp. Bước vào cửa phòng rất là vuông vắn và rộng. Phía ban công của phòng ngủ rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ kể quay phía này. Đó, cái này là kê ở phía này. Đó, nhìn tí bên kia, phía kia. Ok. Đó, đây là view của phòng ngủ vô cùng đẹp trước mắt. Đó, cái thiết kế phần cửa gần như là có một cái khoảng cách gần như là để sát với mặt sàn khoảng tầm 40 phân. Nên là khi chúng ta thiết kế giường lên là nó sẽ tương đương với khoảng cao của cửa sổ này. Còn đây là sẽ thiết kế một đường đi nem và khu nhà vệ sinh trong phòng rất kín. Đó. Ok ạ. Đây là chúng ta đang có vệ sinh cũng có view nhá. Thưa quý vị và các bạn, vệ sinh cũng có view, căn này thiết kế vô cùng là đẹp. Không đặc biệt, này chiếc gương của chủ đầu tư làm ra cho chế độ màu đen. Nền gương đã xây kính nè, đó dạ con nghe đây, con đang quay. Vâng, đây ô này vô vật tủ rồi vô cùng tĩnh mặt, vệ sinh thiết bị Toto đẹp mà có cả cabin chúng ta. Và xem đây là phần bếp tư, khu vực bên ngoài này, đây là sang khu vực nhà vệ sinh chung, khu vực nhà vệ sinh chung cũng tương tự như là vệ sinh bếp tư, khá là đẹp. Ok, wow, sang khu vực phòng ngủ nhỏ. Phòng ngủ nó vô cùng là tuyệt vời, với không gian không quá lớn nhưng lại ngược lại là có hai góc view cho lối đi thẳng ra lô ra, có một lô ra riêng vì là đây đã là căn thiết kế tương tự như căn góc, thực chất nó là căn góc thì có view nhìn một người có lô ra để đầu riêng vô cùng là đẹp. Thank you.